Và để nói về những cú lội ngược dòng ở cuối tuần vừa rồi thì có lẽ chúng ta không thể không nhắc tới một cú lội ngược dòng có thể nói là kinh điển của Tottenham Hotspur, khi mà tới phút 90+7 thì tỷ số vẫn đang là 1-0 cho Sheffield United. Tôi thực sự là không tin được vào kết quả đó, bởi vì khi mà chúng tôi bình luận xong bước ra khỏi cái cabin của mình để nhìn sang cabin bên cạnh, Tottenham Hotspur vẫn đang bị dẫn. Ngồi ra ngoài xem mọi người làm tiếp chương trình thì không ngờ là Tottenham Hotspur đã lội ngược dòng thành công với những bàn thắng siêu muộn, những bàn thắng muộn nhất để mà lội ngược dòng thành công trong lịch sử của giải bóng đá ngoại hạng Anh. Và phải nói rằng để mà những cái cầu thủ ghi bàn thì tôi rất là chờ đợi Richarlison ghi bàn, bởi vì anh này lâu lắm rồi chưa ghi bàn. Đây mới chỉ là bàn thắng thứ hai của anh ta ghi cho Tottenham Hotspur, mà anh ta ghi xong thì anh ta rất là cảm xúc. Và Tottenham Hotspur bây giờ là một đội bóng rất là đáng xem về mặt cảm xúc, rất là đáng xem về mặt lối chơi. Và đó là hình ảnh mà tôi chọn là ấn tượng của tuần này. Và nó ấn tượng không chỉ bàn thắng đâu, mà ấn tượng của cách mà cao thủ Tottenham Hotspur ăn mừng nữa. Dường như là khi mà Harry Kane ra đi thì cái hàng công của Tottenham Hotspur, Son Heung-min, thì cảm thấy mình tiếng nói cũng lớn hơn nữa. Và Richarlison cũng có cơ hội. Đây là cái cách mà tôi ấn tượng đó. Son Heung-min đẩy Richarlison lên, đó, hãy bước lên mà ăn mừng đi. Đây hình ảnh khi mà trận đấu đã khép lại rồi, và quý vị khán giả mà xem ở trên TV thì sẽ không nhìn thấy được. Nhưng mà Son Heung-min đã nói rằng tôi rất vui khi mà anh chàng này ghi bàn. Anh này anh cũng kỷ luật lắm, anh này anh khát khao lắm, nhưng không hiểu tại sao anh ấy đen đủi quá. Đến bây giờ anh ta mới có được bàn thắng cho Tottenham Hotspur, bàn thắng thứ hai tại ngoại hạng Anh. Vâng, nhìn những cái hình tượng này thì tôi cảm thấy là trông rất là đoàn kết, trông rất là đoàn kết. Chị biết ước mà, chị biết ước mà. Tôi nghĩ rằng là chị Tú Linh ước là bởi vì sao ạ? Các bạn nên nhớ rằng ở cái thời điểm này, đó là cái thời điểm mà trận đấu đã kết thúc thậm chí là vài phút rồi, nhưng mà khán giả chúng ta nhìn ở trên khán đài, trên khán đài phải không ạ, đông kín luôn, mà họ vẫn tin tưởng rằng đội bóng của họ có thể làm được một cái điều gì đó. Nó khác với cái hình ảnh của Man United mà chúng ta thấy rằng phút khi mà thua 3 bàn là thấy bắt đầu thưa rồi. Thì đây là những cái hình ảnh mà tôi cũng đồng quan điểm với anh Hải Thanh. Tôi rất ấn tượng với cái trận đấu này. Richarlison là cái người đã có một bàn thắng và một kiến tạo ở trong cái trận đấu này, để mở ra một trong những trận đấu rất cảm xúc ở mùa giải năm nay. Với Tottenham ở mùa giải năm nay ấy, thì chúng ta nhìn thấy rằng họ đang có một huấn luyện viên Postecoglou mới. Nhưng cảm giác rằng ông không mất một chút thời gian nào để thể hiện rằng là tôi là một người có khả năng đây. Và sự lựa chọn của Tottenham đang dành cho ông, sự tin tưởng dành cho ông là hoàn toàn xứng đáng. Đến lúc này thì Tottenham cũng nằm trong cái top ở vị trí đầu tiên với những điểm số chỉ kém có Man City mà thôi. Thì tôi thấy rằng Tottenham vào thời điểm này họ đang là một khối. Đúng như anh Hải Thanh nói rằng Harry Kane đi rồi, đúng không? Họ thiếu đi một người gọi là thủ lĩnh trên hàng công, thì họ đặt niềm tin trao băng đội trưởng cho Son Heung-min. Và cái hình ảnh cũng rất hay là Son Heung-min đẩy Richarlison ra, hãy ăn mừng đi, bởi vì sau trận đấu này huấn luyện viên Postecoglou nói rằng Richarlison cần phải nhớ rằng anh ta là một cầu thủ giỏi. Tức là ông ta nói như vậy để Richarlison hãy tự tin vào bản thân mình đi, đừng nghĩ rằng là mình là một cái cầu thủ kém duyên. Chúng ta nói rất nhiều cả cái mùa giải năm ngoái về cái việc Richarlison không thể ghi bàn, cho đến khi anh ta có được cái bàn thắng trong trận thua với Liverpool vào hồi tháng 4 thì mới là bàn thắng đầu tiên, và đây là bàn thắng thứ hai, và bàn thắng này cũng là bàn thắng thứ 50 của anh tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Trước đó thì anh đã từng ghi bàn trong mùa áo của Everton, 43 bàn, 5 bàn tại Watford, và bây giờ là 2 bàn tại Tottenham. Và trong đó chúng ta nhìn thấy 13 bàn bằng đầu này, 24 bàn bằng chân phải và 13 bàn bằng chân trái. Tức là cái khả năng để mà dứt điểm của Richarlison là rất đa dạng. Chúng ta nhiều khi đang bị đánh giá Richarlison thấp hơn so với những gì anh ta có thể thể hiện. Nên bây giờ vào thời điểm mà anh ta có được cơ hội thì tôi hy vọng rằng cái bàn thắng thứ 50 này nó sẽ tiếp thêm được cái sự tự tin cho anh ta trong giai đoạn còn lại. Và có một cái chi tiết rất đáng chú ý là ở trong cái cảnh ăn mừng vừa rồi ấy, Son Heung-min sau khi mà ăn mừng cùng Richarlison này thì cái tấm băng đội trưởng nó bị rơi xuống một chút đây, và Son Heung-min rất là chu đáo, cẩn thận kéo lên đặt về cái cánh tay cũ, một cái vị trí rất là trang trọng. Có thể thấy là như Son Heung-min đã nói là tôi làm đội trưởng tôi không chỉ nói bình thường đâu, mà chúng tôi cần phải thể hiện, chúng tôi cần phải làm cái điều đó. Vâng. Xem Tottenham vào thời điểm này thi đấu rất là thích. Tức là họ trong 5 trận vừa qua họ tung ra đến 101 pha dứt điểm. Tức là trung bình mỗi một trận là có 20 cú dứt điểm một trận. Và có thể thấy rằng là ngay trong cái trận đấu vừa rồi họ đã tung ra tận 28 pha dứt điểm. Thì tôi này thấy rằng là huấn luyện viên Postecoglou đang truyền một cái nguồn năng lực
năng lượng và cái động lực rất là lớn cho các cầu thủ. Vâng, và giải Ngoại hạng Anh cũng có sự ghi nhận dành cho những bước tiến của Tottenham Hotspur khi mà Andrea Postecoglou là huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 8. Và bên cạnh đó thì Maddison là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 vừa rồi. Trước khi mà mùa giải năm nay diễn ra thì chúng tôi cũng đã có một cái phần phỏng vấn với rất nhiều những cái khách mời, và hầu hết tất cả những khách mời của chúng tôi thì không đặt niềm tin vào Tottenham Hotspur, họ đặt niềm tin vào Chelsea, họ đặt niềm tin vào Manchester United, và thậm chí có những khách mời họ còn không nhắc tới Tottenham Hotspur bởi vì họ không nghĩ rằng họ sẽ có những cái bước tiến vượt bậc. Nhưng tới bây giờ thì tôi nghĩ là nếu như để chọn ra hai đội bóng có bước tiến vượt bậc và ấn tượng nhất, đó chính là Tottenham Hotspur và Brighton. Vâng.